Hello cả nhà, ngày mới. Ngày hôm nay bên em xin lên một con cúp ra phiên bản châu Âu, sản xuất cho thị trường châu Âu. Quá đã, quá xuất sắc. Xe này em sưu tầm cho ông anh đấu giá trên trang đấu giá từ bên Nhật về. Nên là vệ sinh xong là anh em mà đứng ra rửa vệ sinh em này xỉu luôn, quá đẹp. Nói chung là rất là ngỡ ngàng khi mà hình đấu giá nó cũng không được xuất sắc mấy, nhưng mà thật sự rửa ra thì nó cũng khá là đẹp, khá là đẹp. Nó cũng không được xuất sắc mấy nhưng mà nó cũng gọi là khá là đẹp, khá là đẹp. Nên là anh em vệ sinh cũng rất là vui, rất là mừng vì đã sưu tầm được cho ông anh một con xe khá là ưng ý, khá là ưng ý. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành nhóm YouTube bên em và đã xem những clip có những cái lời bình luận rất là hay và rất là vui vẻ. Bên em cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh, bên em xin vui lòng cho em, bên em xin một lượt đăng ký, một lượt share để bên em phát triển nhóm, có một chút thêm kinh phí để trang trải cho các thành viên trong nhóm, để anh em trong nhóm có động lực và tìm kiếm những cái xe đẹp và những cái clip đẹp, làm ra những cái clip đẹp là hay để phục vụ anh em những giờ làm việc mệt mỏi, thư giãn chút xíu về cái clip. Cảm ơn anh em rất nhiều. Riêng con xe này thì nó quá là đã rồi. Nói chung là rất là ưng ý, với lại cái mức giá quá là hợp lý luôn. Mức giá cho con xe này là quá là hợp lý, nên là rất là ưng ý, kể cả về giá và về xe. Cảm ơn anh em vệ sinh xe nhiều lắm. Mến chào cả nhà mình.